Xin chào mọi người, lại là mình Queen Japan đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lấy lại cái ID cũng như là cái mật khẩu khi mà các bạn muốn thông báo chuyển việc online lên New Càng nhé. Thì lần đầu tiên ấy, khi mà các bạn thông báo chuyển việc, các bạn sẽ phải tạo cho mình một cái ID và cái mật khẩu. Tuy nhiên hiện tại bây giờ nếu mà trường hợp mà các bạn lại chuyển việc một lần nữa và các bạn lại muốn thông báo một lần nữa lên New Càng online ấy, thì các bạn phải sử dụng cho mình cái ID và cái mật khẩu đó nhé. Nếu mà các bạn quên ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở phía đằng sau đây là các bạn sẽ lấy lại cho mình cái ID. Còn cái mật khẩu mà trường hợp mà các bạn nếu mà các bạn vẫn nhớ thì các bạn có thể sử dụng luôn cái mật khẩu đó cũng được. Còn nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu mới nhá. Cái này thì mình thấy là nếu mà các bạn làm trên điện thoại ấy, thì nó sẽ không thể nhập cái phần ngày tháng năm sinh được. Nên mình sẽ phải làm qua máy tính nhá. Thế các bạn sẽ lấy cho mình máy tính ra này. Và tiếp theo là các bạn sẽ lấy cho mình cái thẻ ngoại kiều hiện tại bây giờ các bạn đang có, thì mình sẽ sử dụng thông tin ở trong đó để mình nhập. Thế sau khi mà các bạn nhập thông tin xong ấy, thì người ta sẽ gửi qua email cho các bạn cái ID và các bạn sẽ sử dụng cái ID đó cho mình để các bạn đăng nhập nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách các bạn lấy lại cái ID đó này, và còn mật khẩu thì các bạn sẽ tự tạo nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở phía đằng sau này nhé. Đầu tiên ấy, bây giờ mà các bạn muốn vào, các bạn xin lại cái ID ấy, thì các bạn phải vào cho mình cái trang web này nhé. Cái này thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả cho các bạn ấy. Các bạn sẽ nhấn vào cái đường link đó, nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này. Bây giờ các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần màu da cam nhá. Nó có 3 phần, 3 màu, thì bạn nhấn vào cho mình cái phần màu da cam đầu tiên này. Nhấn vào đây nhá. Nhấn cho mình cái phần bên trên này. Chuchoki Zairyu Kochira. Nhấn vào đây cho mình. Thì bây giờ nó sẽ, mình sẽ không có ID mật khẩu. Bây giờ các bạn sẽ phải nhấn cho mình cái phần bên dưới cùng này, CC, để người ta thông báo lại cho mình cái ID và cái mật khẩu này nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ phải nhập cho mình lần lượt các thông tin này. Đầu tiên là họ tên này, ngày tháng năm sinh này, giới tính, rồi là quốc tịch, mã số theo ải kiều các bạn này. Cuối cùng là cái mật khẩu mình sẽ tự tạo nhá. Bây giờ mình sẽ đi lần lượt từ trên xuống dưới. Đầu tiên thì mình sẽ nhập họ tên nhá. Các bạn nhập các thông tin giống như trên theo ải kiều các bạn ấy. Đấy, cách ra, Romaji cách ra này. Ngày tháng năm sinh thì đánh cho mình. Cái này phần này mình sẽ tự đánh vào nhé. Năm sinh này, đến tháng sinh này, và đến ngày sinh nhé. Còn phần giới tính bên trên nam, bên dưới nữ. Nữ thì các bạn thích ở bên dưới cho mình, nam thì để nguyên cho mình. Tiếp theo là phần quốc tịch thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần này nhé. Kokuseki nhấn vào đây cho mình. Bây giờ các bạn sẽ kéo xuống dưới, gần như ở gần dưới cho mình. Nhấn vào cho mình cái phần bên tôi 50 này, Việt Nam này nhé. Tiếp theo là nhập cho mình mã 12 số thẻ ngoại kiều của các bạn vào. Nhập cho mình đầy đủ cả chữ cả số vào nhé. Còn cái phần mật khẩu ở dưới, các bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu bao gồm cả chữ, cả số và cả ký hiệu nhé. Nhập cho mình 2 lần. Nếu không các bạn nhớ thì các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu cũ. Còn nếu các bạn không nhớ, bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu và nhớ lại cho mình nhé. Cả chữ, cả số, cái phần này thì nó sẽ hiện lên, mình sẽ nhấn vào không sử dụng đi. Mình sẽ tự tạo nhé. Nhập cho mình một cái mật khẩu của các bạn đi, cả chữ cả số và cả những cái ký hiệu mà người ta có cho phép các bạn dùng ở trên ấy, người ta có ghi ấy. Nhập lại cho mình một lần nữa, và sau đó các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần kakunin ở phía góc tay trái này, rồi nó sẽ hiện lên các thông tin của các bạn nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch và mã thẻ ải kiều các bạn này. Giờ các bạn nhấn cho mình cái phần toroku, nhấn vào đây. Đấy, các bạn đã hoàn thành xong rồi nhá. Người ta sẽ gửi cho các bạn cái ID về email của các bạn ấy. Ngày xưa mà các bạn đăng ký email cho người ta đấy, với người ta đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ mở cho mình cái email lên. Đấy, đợi một tí thôi là người ta sẽ gửi cho các bạn một cái mail về nhé, như thế này. Các bạn nhấn vào cho mình, nhấn vào cái email này này, mở lên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái Ninso ID. Đó chính là cái ID để các bạn đăng nhập vào nhé. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng cho mình cái ID này. Các bạn có thể nhấn vào trong cái phần đường link này để đăng nhập cũng được, hoặc là ra cái trang chủ đăng nhập nãy, nhập cho mình cái ID này vào đây này, cái mật khẩu các bạn vừa tạo, và sau đó là nhấn vào phần login. Đó là mình đã vào được rồi nhé. Thế bây giờ nhiệm vụ các bạn tiếp theo là các bạn sẽ làm cho mình cái bước thông báo đến New Càng mà các bạn đã chuyển việc này, công ty cũ cũng như là công ty mới của các bạn nhé. Cái này thì mình đã hướng dẫn các bạn ở trong cái video hướng dẫn các bạn là thay đổi thông báo lên New Càng khi mà các bạn chuyển việc rồi nhé. Các bạn xem video đó cho mình. Còn video này thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách lấy lại cái ID và cái mật khẩu đó rồi. Và đến đây thì mình xin kết thúc cái video này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.